Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Trong vụ án thứ hai, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức hình phạt chung cho ba tội danh đối với bà Trương Mỹ Lan là chung thân. Ngày 4 tháng 10, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tiếp tục với phần luận tội và đề nghị mức hình phạt của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với các bị cáo trong vụ án. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12-13 năm về tội rửa tiền và 8-9 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt đề nghị là chung thân. Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi của các bị cáo làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, gây hoang mang, mất niềm tin của người dân trong và ngoài nước. Hậu quả mà các bị cáo gây ra là đặc biệt lớn. Viện Kiểm sát khẳng định, ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Trương Mỹ Lan là người nêu chủ trương, chỉ đạo các bị cáo là lãnh đạo ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty chứng khoán Tân Việt để thực hiện phát hành trái phiếu trái quy định, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Cụ thể, bị cáo Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ năm 1992 đến nay. Trương Mỹ Lan đã thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại ngân hàng SCB, công ty chứng khoán TVSI. Qua đó, thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này. Về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo nhiều bị cáo khác sử dụng 4 công ty An Đông, Sunnyworld, Quang Thuận và Secha phát hành 25 mã trái phiếu khống với tổng khối lượng là 308.691.388 trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư thứ cấp, thu về hơn 30.000 tỷ đồng. Sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Viện Kiểm sát khẳng định việc truy tố xét xử 29 bị cáo về tội lừa đảo là có căn cứ, trong đó bị cáo Trương Mỹ Lan là người chịu trách nhiệm chính, các bị cáo thực hiện hành vi với vai trò giúp sức cho bị cáo Lan. Bên cạnh đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 9 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 445.000 tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu. Trong quá trình chiếm đoạt số tiền trên, bà Lan đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có. Số tiền này chủ yếu để chi trả các khoản vay của các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại ngân hàng SCB, trả nợ giữa các công ty cá nhân trong tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay mượn nhau, chuyển tiền ra nước ngoài, thanh toán các hợp đồng khống. Do đó, việc truy tố bị cáo về tội rửa tiền là có căn cứ. Đối với tội rửa tiền, từ ngày 27 tháng 10 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài thông qua các hợp đồng này thực hiện chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài tổng số tiền là 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 106.730 tỷ đồng. Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát, ở cả ba tội danh, bị cáo Trương Mỹ Lan là người phải chịu trách nhiệm chính, các bị cáo còn lại thực hiện với vai trò giúp sức. Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Trương Mỹ Lan cùng một số bị cáo khác vì có nhiều hoạt động từ thiện cho xã hội như tích cực tham gia phòng chống COVID-19. Novaland khẳng định không liên quan đến dự án Việt Phát và công ty Tân Thành Long An. Việc bà Trương Mỹ Lan đề cập Novaland có liên quan trong phiên tòa xét xử vụ án hình sự của tập đoàn Vạn Thịnh Phát là hoàn toàn không có cơ sở. Chiều ngày 3 tháng 10, công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Novaland đã đăng thông tin trên website của công ty gửi đến khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và đối tác với nội dung khẳng định không liên quan đến dự án Việt Phát và công ty Tân Thành Long An mà trước đó tại tòa bà Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát đã nêu. Novaland cho rằng Novaland, một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu và uy tín nhất tại Việt Nam hiện nay, luôn đặt việc tìm kiếm và mở rộng quỹ đất lên hàng đầu. Đây là một trong những trọng tâm hoạt động của doanh nghiệp nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững. Trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh, năm 2022, tập đoàn Novaland đã hợp tác với công ty cổ phần đầu tư Tân Thành Long An để phát triển dự án khu công nghiệp và khu đô thị Việt Phát.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, công ty Tân Thành Long An đã có yêu cầu tạm dừng việc phát triển dự án. Theo Novaland, trên thực tế, Novaland chỉ đóng vai trò là đơn vị phát triển dự án Việt Phát theo yêu cầu của công ty Tân Thành Long An và không chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý liên quan đến dự án này. Novaland khẳng định không liên quan đến việc phát hành gói trái phiếu An Đông, chuỗi khách sạn Liberty hay bất kỳ hoạt động nào khác của công ty Tân Thành Long An. Được biết, dự án này được Vạn Thịnh Phát, Tân Thành Long An và đối tác đến từ Hàn Quốc liên doanh đầu tư. Dự án khu công nghiệp Việt Phát được quy hoạch theo mô hình mới kết hợp giữa khu công nghiệp và khu đô thị có tổng diện tích hơn 1.800 ha. Khi hoàn thành, Việt Phát sẽ trở thành khu công nghiệp có diện tích lớn nhất hiện nay. Trong các ngày qua, hội đồng xét xử thẩm vấn bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng các cá nhân và tổ chức liên quan đến tài sản của bị cáo. Đáng chú ý, dự án khu đô thị Sinh Việt xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh được xác định có mối liên hệ với bị cáo Lan. Tại phiên xét xử ngày 1 tháng 10, chủ tọa đã thẩm vấn bị cáo này cùng đại diện chủ đầu tư và các công ty có liên quan với dự án. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn đô thị Sinh Việt, công ty Sinh Việt chủ đầu tư dự án, cho biết công ty Sinh Việt hiện thuộc quyền sở hữu hoàn toàn của công ty Amaland, có trụ sở tại Singapore. Tháng 4 năm 2020, Amaland ký hợp đồng chuyển nhượng vốn tại công ty Sinh Việt cho công ty cổ phần đầu tư Singapore Việt Nam, SVIC. SVIC đã đặt cọc 16,5 triệu đô la Mỹ, sau đó chuyển thêm 100 triệu đô la Mỹ vào tài khoản phong tỏa và đề nghị Amaland chuyển giao cổ phần theo hợp đồng. Tuy nhiên, Amaland không thực hiện, còn khởi kiện SVIC ra tòa trọng tài quốc tế. Trong khi đó, SVIC khởi kiện Amaland ra Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tại tòa, đại diện công ty Sinh Việt cho rằng vì họ là công ty con nên không rõ vấn đề tranh chấp giữa các bên. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 2024, Trung tâm Trọng tài tại Singapore đã ra phán quyết ủng hộ việc hủy hợp đồng của Amaland. Đồng thời, ngày 24 tháng 9 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng ra quyết định đình chỉ hủy bỏ việc giải quyết vụ án dân sự giữa SVIC và Amaland. Ngoài ra, công ty Sinh Việt đã nhận được thông tin về việc một số cổ đông nước ngoài sở hữu Amaland ký hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty TTD Việt Nam Capital để phát triển dự án khu đô thị Sinh Việt. Đại diện công ty Sinh Việt nói rằng, từ năm 2012 đến nay, công ty họ không nhận thêm bất kỳ khoản đầu tư nào từ Singapore hoặc các đối tác tại Việt Nam. Vì vậy, họ kiến nghị được tiếp tục phát triển dự án khu đô thị Sinh Việt. Có mặt tại phiên tòa, đại diện TTD xác nhận rằng hai bên đã ký kết thỏa thuận khung hợp tác đầu tư với nhau. Theo người đại diện TTD, được nhóm công ty ở Singapore của công ty Vivaland thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát ủy quyền cho tham gia điều hành dự án và sẽ nộp 147 triệu đô la Mỹ để khắc phục hậu quả của vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trả lời chủ tọa phiên xét xử, đại diện SVIC xác nhận công ty này có ký hợp đồng chuyển nhượng với Amaland. Cụ thể, SVIC đã chuyển 16,5 triệu đô la Mỹ cho Amaland, sau đó chuyển thêm 100 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, Amaland đã không tiếp tục thực hiện hợp đồng. Về kết quả giải quyết tranh chấp pháp lý giữa hai bên, đại diện SVIC phủ nhận thông tin mà người đại diện công ty Sinh Việt trình bày tại tòa và nói SVIC chưa nhận được thông báo từ cơ quan chức năng. Đại diện SVIC cũng bày tỏ sẵn sàng nộp số tiền còn lại là 153 triệu đô la Mỹ để khắc phục hậu quả vụ án nhằm tiếp tục triển khai dự án khu đô thị Sinh Việt. Chủ tọa hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan về việc liệu 100% vốn góp tại công ty Sinh Việt có phải là của bị cáo và người thân của bị cáo hay không. Bị Lan ngay lập tức phủ nhận và khẳng định rằng dự án khu đô thị Sinh Việt không liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo Lan cho biết hiện nay nhóm công ty của bà tại Singapore đã ủy quyền cho TTD tham gia điều hành dự án khu đô thị Sinh Việt. Bị cáo cam kết TTD sẽ nộp 147 triệu đô la Mỹ để khắc phục hậu quả của vụ án. Do đó, bị cáo đề nghị hội đồng xét xử đồng ý với nội dung này. Ngoài vai trò đại diện pháp luật của công ty Sinh Việt, Nguyễn Thanh Tùng vốn được biết đến là đại gia dầu khí, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dầu khí Đông Phương. Trong giai đoạn 1 của vụ án Vạn Thịnh Phát, bị cáo Tùng được xác định là mắt xích quan trọng góp phần gây thiệt hại cho SCB lên tới 850 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm giai đoạn 1 của vụ án đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tùng 5 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, thời hạn tù tính từ ngày 3 tháng 11 năm 2023. Đồng thời, bị cáo Tùng cùng Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương bị buộc liên đới bồi thường hơn 443,6 tỷ cho SCB. Dự án khu đô thị Sinh Việt được cấp phép đầu tư số 2145 ngày 6 tháng 12 năm 1999 với diện tích hơn 331 ha, vốn đầu tư 300 triệu đô la Mỹ, từng được kỳ vọng là khu đô thị hiện đại. Tuy nhiên, sau 25 năm, dự án vẫn chỉ là bãi đất trống. Vướng mắc chính là nhà đầu tư chưa hoàn tất bồi thường giải phóng mặt bằng. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.